Kính thưa toàn thể nhân dân, Thái Bình là nơi sinh ra làn điệu chèo ngọt ngào, say đắm thắm được tình quê. Dưới chế độ phong kiến, văn hóa chèo là vũ khí châm biếm vác lại sự áp bức bóc lột của quan lại. Ngược lại, văn hóa chèo lại cổ vũ con người suốt ba cuộc kháng chiến để giành độc lập tự do, non sông thống nhất. Và hôm nay, nghệ thuật chèo đã đi vào từng gia đình, làng quê trên mọi miền tổ quốc, cổ vũ công cuộc đổi mới. Đồng thời, nó đang được Bộ Văn hóa soạn thảo hồ sơ trình tổ chức văn hóa UNESCO công nhận là di sản phi vật thể văn hóa của nhân loại. Thưa toàn thể nhân dân, ta yêu chèo là yêu những con người làm nghệ thuật chèo. Hiện tại quê ta đó câu lạc bộ chèo nổi tiếng đã dành nhiều trữ tình đầm thắm, say đắm lòng người, khích lệ chúng ta phấn khởi tự hào, tích cực học tập, lao động sản xuất, xây dựng gia đình, quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Hôm nay nhân dịp gia đình, anh em, con cháu chúng tôi khánh thành ngôi nhà thờ, nơi thờ tự các cụ, các ông, các bà, cha mẹ của anh em, con cháu chúng tôi, được phép của chính quyền địa phương, thôn Đắc Chúng Trung, xã Quốc Tuấn, đoàn chèo Bông Lúa Vàng Thái Bình về phục vụ nhân dân. Đề nghị các quý vị đại biểu và toàn thể bà con nhân dân nhiệt liệt chào mừng. Giới thiệu một vị đại biểu đại diện, ông Phạm Nguyên Thủy, Bí thư chi bộ, trưởng ban mặt trận thôn Đắc Chúng Trung lên tặng hoa đoàn. Mời đồng chí Nguyễn Quang Lai, phó giám đốc nhà hát chèo lên nhận hoa và các gia đình cùng các anh chị em và con cháu long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà thờ rất phấn khởi cho các nghệ sĩ của nhà hát chèo Thái Bình. Tối ngày hôm nay có một chương trình nghệ thuật về biểu diễn chào mừng các cụ, các ông, các bà, các vị đại biểu khách quý và gia đình nhân ngày đại lễ. Trước khi vào chương trình biểu diễn, cho phép tôi thay mặt các nghệ sĩ trân trọng gửi tới các cụ, các ông, các bà, các đồng chí lãnh đạo đảng chính quyền thôn và toàn thể các quý vị cũng như là trong gia đình lời chào trân trọng, lời chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Nhà hát chèo Thái Bình có chút lễ hoạt, xin phép được vào thắp hương nhà thờ và sau đây chương trình thắp hương xin phép được bắt đầu. Thank you.
Nghệ sĩ Hồng Hoa trong vai Thị Tính. Tiếp mục Thị Màu lên chùa xin phép được bắt đầu. Bye.
Để người tất cả chúng ta hãy nổ trong bát tay của vũ trang nghệ sĩ ạ. Và các nghệ sĩ chúng tôi cũng rất là phấn khởi và thấy rằng là càng ngày thì các vị đại biểu khách quý trong xóm ngoài làng, trong làng ngoại xã đến rất là đông để cổ vũ cho gia đình ông Phạm Quang Linh đã làm được cái việc mà rất nhiều người chưa làm được. Vâng, cổ nhân xưa có câu rằng cây có gốc mới nở cành xanh ngọt, nước có nguồn mới bể cả sông sâu. Người ta sinh trưởng bởi đâu? Trước là tiên tổ, rồi sau có mình. Để tất cả các vị đại biểu chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay chúc cho đại gia đình của ông Phạm Quang Linh hôm nay. Vâng, xin cảm ơn. Rồi các làn điệu dân ca và các trích đoạn từ cổ. Và ít phút nữa thì bà con chúng ta sẽ đón xem một chương trình gọi là nghệ thuật dân gian, đó là ba giá hát đồng. Và thưa quý vị, cổ Lưu Bình Dương Lễ, thưa quý vị, vở trèo cổ Lưu Bình Dương Lễ ca ngợi tình bạn cao cả của hai chàng, đó là Lưu Bình Dương Lễ, đồng thời ca ngợi đức thiết hạnh thủy chung của nàng Châu Long. Suốt ba năm trời đi nuôi bạn thay chồng mà tấm lòng nàng vẫn sáng tựa như gương. Và ngay sau đây, mời quý vị chúng ta hãy chú ý đón xem phần biểu diễn của hai nghệ sĩ Mạnh Hà trong vai Lưu Bình, nghệ sĩ Hồng Miên vai Châu Long. Vâng, đó là cảnh hai trong vở trèo cổ Lưu Bình Dương Lễ. Đây đã về tốt quán đi, quán mát mẹ ta vào tạm chú. Phong cảnh thật thiếu tình kỳ, kìa thuyền ai
sông vẫn tai nghe tiếng sáo đàn cò trắng thứ tha trên đồng thanh bạc ngang bóng rồng đâu đây ngào ngạt Huy ơi,
không biết rồi. Đúng như lời chồng ta nói, Bắc Liêu đang mất đã chính mà do mình không rộng không này rồi. Trời ơi, quả thật đáng tội. Thank you.
bà con tới rồi chứ nói tiếp liệu tiếp là ấy thôi có gì đâu mà dám tiền lụy đến là thì chàng cứ đưa lên thiết lăng hồ có được không? Chiều tà lỡ chiến tranh lên cô thơ đáng giá nghìn vàng lên tiền của miền Quan Họ, nơi có con sông Cầu, nơi thơ nước chảy qua bài hát Tương Phùng Tương Ngộ. Chúng ta nổi trào tay cổ vũ cho nghệ sĩ Quốc Trung với bài hát Tương Phùng Tương Ngộ. Khi tương phùng là khi ngày nhà thương ngộ xuôi nên vô vắng vắng tiếng thù chiến bảo là thể hiện của tốt nữ nhà hát Trà Thái Bình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Trời thì nhà cũng là thăm nơi
Công Đoàn, nghệ sĩ Quốc Trung và nghệ sĩ Mạnh Hà. Để chúng ta nổ một tràng pháo tay cổ vũ cho ba nghệ sĩ với bài hát Hát Về Tổ Quốc hôm nay. Ngắm ruộng đồng sông núi biển thời, nghe trái sang bao niềm vui. Trong từng câu hát từ đây lòng tôi tiếng hát vút lên những lời tha thiết. Yêu tổ quốc thoáng trong nước non đang thay đổi, như bước gấm theo hoa nghe hồi hồi. Bay cao đến khán giả không những trong và ngoài nước, và
thuật hát múa chầu văn, mỗi tiếng hát, mỗi tiếng đàn, mỗi nhịp phách đều được nâng cao, mỹ lệ hóa để ngợi ca các vị tiên thần, ngợi ca các vị thành hoàng làng đã có công khai khẩn dựng làng lập ấp, giúp cho dân ta có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Cảm ơn và ngợi ca các anh hùng giải phóng dân tộc. Từ chất liệu nghệ thuật dân gian đó, nhà biên đạo múa nghệ sĩ nhân dân Trần Minh đã cô đọng vào trong ba giá hát trầu. Và ngay sau đây, để kết thúc chương trình biểu diễn, xin mời các vị đồng chúng ta hãy đón xem tiết mục ba giá hát trầu do phần biểu diễn của nghệ sĩ Hồng Miên và tốc nữ của nhà hát biểu diễn. Sau đây, tiết mục ba giá hát trầu kéo dài 30 phút đồng hồ xin phép được bắt đầu. Chúng ta hãy nổ tràng pháo tay cổ vũ cho các nghệ sĩ viết tiết mục đặc sắc này. Xin cảm ơn. Thank you.
bởi vì cách trở thì cô lại buồn rồi. Con thuyền đầu bày tôi đến xuống dương đang ngủ đầu cuốn xưa cô ở tiên cô lênh đênh một chiếc thuyền thuyền dần biên giới tay cô bẻ lại lúc nổi sóng to cô cầm treo cô nổi tiếng mà dấu khoan chân bước xuống thuyền khoan theo bờ lán xa khoan dấu khoan tách nhất cô bơ khoan dấu khoan tách nhị cô cầm thì khoan dấu khoan còn tách ba cầm chèo khoan dấu khoan lên tiếng hò khoan dấu khoan theo từ có treo từ khoan dấu khoan tăng tháp có treo xa khoan dấu khoan vẫn buồn mà sung sống khoan dấu khoan trở về bản định đây khoan dấu khoan cứ cười mà lai lá khoan dấu khoan qua sân mình hà khoan dấu khoan qua sân mình hà khoan dấu khoan trở về bản định đây khoan dấu khoan sao cô đầy nước khoan dấu khoan sân ca bài này khoan dấu khoan một thứ tình cô khoan dấu khoan một chiếc của thuyền đồng khoan dấu khoan một đạo mà tự khoan dấu khoan nơi biến rồi cô ơi khoan dấu khoan cô sai quân hầu bắn chiếc tàu để cô bơ lên để sao làm thế ra sinh ra bóng cầu hoàng tử di phương hôm nay sẽ ra hồi loạn dù đông. Khuya sớm ra vào bản điện đây, khuya sớm ra vào điện. Đêm đêm cầu bơ lân bước màn vàng, cầu thủy tân Yeah.
quá. Câu lên, câu lên, câu lên, câu đầu, đỡ đầu, đỡ đầu nào. Chúc rượu, câu đầu đi nào. Chà mấy khi tàu hoa tư xe loan sáng chiều về đông, về đông. Bên ta có tháp chư dân cầu phú, bên hữu có tháp chư thành đồng chúc rượu hầu sân. Chuốc chén rượu đào hội quân tiên, chuốc chén rượu đào. Nhất tuần sơ dâng lên kinh bắc rồi dâng vào là vào giữa cầu hoàng thượng sơn. Hội quần tiên chuông lắng che nắng rượu hồ mời. Nhất tuần sơ nhị tuần dâng lên tấu thừa về bên người giữa cầu hoàng đêm đi đêm đêm cầu hoàng bơ thắp tình nhang khói bay khói bay khói bay nghi út tiết xa xuân rộn ra. Giàn đào là ô giàn đào là cứ đêm đêm tình cứ đêm đêm trăng thanh gió cầu bờ hiên từ ra chơi già đi đào đi đào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thịt nhà thích cũng thích cô mưa cô chơi đồng trắng áo cá chờ mùa đông
bao tháng năm, quân ta còn nam vạn thế hiền thiên thượng, cùng nguyên chỉ quân công thành vua đánh giặc, và đâu chắc sự chống ta chẳng lo.
đời thứ hai hiện khảo phạm quý công tử bị chơi. Hiện thị phạm môn chính thân vi phạm thị vi điểm phạm thứ thân phạm thị vi đạo. Mạnh thúc phạm quý công tử vi béo phạm quý công tử vi hồng đời thứ ba đứng cô phạm thị vi đỏ lớn phạm thị. Vĩ đỏ bè cầm cung nghi các vị phù tiến các vị hướng linh ý vô từ đường xứ cư hà cư phổ phật thanh nguyên cung xuân tiên thiên cung lễ thịnh phật thanh sam tá minh thần cung linh các vị hướng linh phạm tổng ngành ba chi hai hội ngự từ đường tín dù chúng con đang tịch siêu hương phụng sơn kim kim thần sẽ thơm đời thứ ba phạm quang vịnh phạm văn hiệp phạm văn nghiệp phạm văn ngung phạm văn dừng phạm thị tý phạm thị mây ôn tôn vũ thị gái phạm thị tươi Trần thị nô vũ thị mơ phạm thị ngọc thế tôn nguyên văn hài đời thứ tư chân nội phạm quang thiện phạm quang tiệp phạm quang kiếp phạm quang sự phạm quang năm phạm đức cần phạm thái bình phạm văn công phạm thị thương phạm thị thi phạm thị ngọc phạm văn tuân phạm văn trung phạm thị yến chân dâu phạm thị thu đặng thị mai phạm thị hằng phạm thanh vân nguyên thị niên hà thị hoàng nguyên thị thơm đoàn thị quang trần ngoại phạm tất thành nguyễn thị nhung nguyễn thị cũng bùi thị kim chất lệ nguyễn hữu nhượng hoàng cao hải phạm minh tuân trần đình duẩn trần nuôi trần đình thanh vũ thị hằng đỗ mặc diệu trần thị bưởi đời thứ năm chun nội phạm quốc thắng phạm phước thành phạm quang nhật phạm minh tuân phạm tuấn hùng phạm duy chiến phạm thu hương phạm thu phương phạm đức anh phạm công danh phạm tiến nghĩa phạm hương mai phạm thanh tâm xuất ngoài vũ thị hương phương yên nguyễn hữu trường hoàng trung đức hoàng phương anh phạm tam trường trần đình văn trịnh hà phương trần ngọc anh trần thanh thảo đỗ đức hải ninh đỗ thị ngọc mi hợp đồng gia dương môn chi tờ tờ sau mà phục về cùng tiến cung minh các vị hướng minh phạm tổng ngành ba chi ai đời thứ nhất tổ khảo phạm quý công tử vi đỗ tổ thi phạm thị vi diêu đời thứ hai hiện khảo phạm quý công tử vi chơi hiện thị phạm môn chính thân vi phạm thị điểm thứ thân phạm thị vi đào mạnh thung phạm quý công tử vi béo phạm quý công tử vi hồng đời thứ ba mạnh cô phạm thị vi đò lớn phạm thị vi đò bé phụ tiến các vị trấn ninh tổ cao tổ khảo phạm quý công tử vi hương cụ ba hương tổ thúc phạm quý công tử vi loan phạm cụ bà loan phạm quý công tử vi phượng bà cụ phượng phạm quý công tử vi nga bà cụ nga từ đường ninh hương nô nhang tín châu đán tịnh siêu hương phụng sự phạm tiệp phạm quang tiệp phạm quang tiếp phạm quang sự phạm quang năm phạm đức cảnh cấp bách ninh thần gia tiên nội ngoại chứng phong thống lộng phiêu phiêu bà đà trần tú đê thì bát nhã tâm kinh bố kiến Thank you.
hiệp phạm văn hiệp phạm văn hùng phạm văn trường phạm thị lý phạm thị mây hơn tôn vũ thị gái phạm thị tươi chân thị lụ vũ thị mơ phạm thị ngọc tế đô nguyễn văn hải cận nam nữ tử tôn ôn tế nội ngoại phạm tầm hành ba chi hai tầm phục linh tưởng cầu âm siêu Thank you.
thành nhà thờ chi họ Vạn. Nhớ cội nguồn là nguồn truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, cũng là nét đẹp của chi tộc họ Vạn. Nhớ tổ tiên xưa lưu phúc lưu ân, nay con cháu được thêm phần thịnh vượng. Đúng, cây có gốc mới nảy cành xanh lá, nước có nguồn từ biển cả sông Hồng. Tự hỏi rằng người ta nguồn gốc từ đâu, phải nói là phải có tổ tiên ban đầu sinh ra. Muôn lạch ngàn trùng cũng từ một nguồn chảy lại, cương thường trọng đại như ngọc như châu. Sách thánh hiền xưa đã có câu, thờ tổ tiên đứng đầu là hiếu lệ. Hôm nay lễ triều nghinh an vị, mời tổ tiên trở lại nhà thờ và cầu xin điện ứng chốn linh tràng để con cháu được dâng hương kỳ đào. Thưa các quý vị, được sự nhã ý của ban tổ chức, nhà thờ chi họ Phạm, danh hiệu trưởng tộc Phạm Quang Lịch, đội tế nữ quan từ đường họ Phạm do ông Phạm Quang Lịch làm trưởng đoàn, chúng tôi rất hoan hỉ về trước nhà thờ để dâng hương và tế tổ. Thay mặt cho đoàn, tôi xin trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu, quý khách ban tổ chức lễ hội từ nhà thờ, các cụ, các ông, các bà, các anh chị em lời chào trân trọng và lời chúc mừng đầu xuân tốt đẹp nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you.
Thank you.
nước có nguồn tiền ta không thơ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thức tại tiên tổ mua chỉ chia lực lẽ rất là
truyền thống dân tộc rất là đặc sắc. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Đoàn Thế và các ông. Vì cho cái chương trình tổ chức dân hương cho chương trình dân hương được trang trọng, chúng tôi xin thống nhất là tất cả các đoàn chúng tôi đã nhờ thức là và tổ chức là thành đoàn, các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bà nội, bà ngoại, ba bể, bố bên, các đại biểu gia đình thông gia, các đại biểu thân tình của gia đình anh em, con cháu chúng tôi. Hôm nay ngày 31 tháng 3 năm 2012, ngày 10 tháng 3 năm Nhâm Thìn, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, gia đình anh em, con cháu chúng tôi tổ chức lễ khánh thành nhà thờ các cụ từ năm đời, từ cụ Phạm Rỗ sinh ra ba người của con, gồm cụ Phạm Tới, cụ Phạm Beo, cụ Phạm Văn Hồng. Hai cụ Beo và cụ Hồng chết đói, chết bệnh trước năm 1945, còn lại một mình cụ Tới. Cha thân sinh ra 7 anh em chúng tôi gồm nam trai 2 gái. Thứ nhất là ông Phạm Quang Lịch sinh được 5 người con trai, 8 cháu nội. Các con của ông đến nay đã vươn tròn gia thất, làm kinh tế giỏi, các cháu rất ngoan và thành tiến bộ. Hai là ông Phạm Văn Hiệp sinh 2 người con trai, 1 cháu. Hai người con trai, cháu lớn là sĩ quan quân đội, cháu thứ hai chuẩn bị tốt nghiệp thạc sĩ, hiện nay đang công tác tại Ấn Độ, là giảng viên trường đại học công nghệ giao thông vận tải. Ba là ông Phạm Văn Nghiệp, ba con, sinh được 3 người con, 1 trai 2 gái, 6 cháu, gồm có 2 cháu nội và 4 cháu ngoại. Con trai lại lớn của ông hiện nay đang công tác tại cơ quan khối doanh nghiệp của tỉnh Thái Bình. Một con gái công tác trong ngành y tế, một con gái hiện nay là phục vụ tại sĩ nghiệp Cài Quốc Tuấn, cũng làm kinh tế là giỏi. Bốn là bà Phạm Thị Tý, có một người con trai đang công tác tại công ty may Quang Minh ở Vĩnh Phúc, Hà Nội. Năm là ông Phạm Văn Lung, hai con trai, một cháu làm tại công ty may, một cháu lao động làm kinh tế giỏi. Sáu là ông Phạm Văn Trừng, hai con trai, một con gái đi xây dựng gia đình, một cháu trai đang học lớp trường chuyên, trường chọn, lớp chọn của trường trung học phổ thông Bắc Yên Sương. Về học, về lực học của cháu rất là tiến bộ. Bảy là bà Phạm Thị Mây, một con gái đi lấy chồng, một con gái đang học lớp 12 trường trung học phổ thông Bắc Yên Sương, cháu học rất tốt. Điều đáng quý ở gia đình anh em chúng tôi là con dâu, con rể, cháu đâu, cháu rể đều làm tốt chức năng là rau huyện để thảo. Các cháu là nguồn cổ vũ động viên, là niềm tự hào của gia đình chúng tôi. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể anh em con cháu, có được kết quả đó là nhờ phúc đức của tổ tiên ông cha để lại, huyết thống của tổ tiên ông cha chúng tôi, lấy tâm làm phúc, lấy đức làm đầu, lấy trí làm đầu, để ghi ông công đức tổ tiên cha ông, anh em con cháu chúng tôi đã tích cực ủng hộ cùng họ tộc xây dựng ngôi tử đường họ nội tộc vào năm 1205, trị giá hàng trăm triệu đồng, và hôm nay đã đồng lòng quyết tâm xây nơi thờ tự các cụ, các ông, các bà, cha mẹ của anh em chúng tôi. Với tình cảm trân trọng, anh chị em con cháu chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp các quý vị đại biểu đến dự lễ khánh thành ngôi nhà thờ. Đây là nguồn quan tâm động viên to lớn, một tình cảm trân trọng và tự hào mà các quý vị đại biểu đã dành cho gia đình anh em con cháu chúng tôi. Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể anh em con cháu sức khỏe, hạnh phúc và nhiều tốt lành. Một lần nữa xin đa tạ và biết ơn. Sau đây là chương trình lễ dâng hương. Xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu anh em con cháu trong gia đình do Phạm Quang Lịch làm trưởng đoàn vào dâng hương. Xin trân trọng quý bà. Thank you.
trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu nội tập họ Phạm Long Bạc Phát Tấu đang trở đoàn vào đơn gương xin trân trọng kính mời. Đoàn đại biểu Long Bạc Long Biết đang trở đoàn đang có tác dụng. Công trình nhà thờ do ông Đức làm trưởng đoàn xin trân trọng kính mời. Đoàn đại biểu họ Ngoại của các cụ
cụ đã sinh ra, tức là mẹ sinh ra nhà chúng tôi, thì ông Vũ Văn Vị là trưởng đoàn đã phát biểu gì? Thay mặt cho gia đình, tôi xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu hồng ngoại của mẹ sinh ra nhà chúng tôi do ông Vũ Văn Vị là trưởng đoàn vào dân hương, xin trân trọng kính mời. Hey.